vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào anh em đến với channel của mình. Clip này mình chơi đó là chú bò Carinac, một chú bò mà mình thường xuyên chơi cũng như là để leo rank hoặc là có thể là chim kéo rank anh em. Thì với chú bò Carinac này thì sức mạnh của nó thì không tưởng anh em nhé. Thực sự thì mình quá là yếu chú bò Carinac này đi, bởi sức sát thương khổng lồ, độ sốc đám của nó, đặc biệt là nó không ngán tánh. Nhưng vì tưởng cho dù trâu bò gặp Carinac thì cũng phải khốc thẹt đôi ba phần. Với bò Carinac ở thời điểm hiện tại, không phải đó là lên tánh nữa, mà phải đó là lên phun đám mới phát huy được sức mạnh. Carinac là chất tướng, không phải là dễ chơi, cũng không phải là khó chơi. Tại sao mà mình nói như vậy? Không phải dễ chơi, bởi vì nó mà đạp xuống trật lật một phát là thôi sống, thôi rồi lượm ơi, ở lại với vui chơi cùng đồng bọn. Và nó thì cũng không phải là quá khó chơi, cũng không phải là quá là ảo diệu, nhưng mà nó sẽ đem lại một nguồn sát thương cực kỳ là khổng lồ. Bây giờ thì có giáo trắng nhẹ nhẹ, mình đã đạt lên level, đó là level 4 cần thiết phá này. Thì này thì voi này, chủ voi con ở bản đốn này, mà chủ voi con thì đã chạy được rồi, liệu đó là Superman có chạy được hay không? Vẫn đó là chạy được. Pha này thì mình đó là sẽ đón đầu xem có ai hay không nha. Rốt cơ tém địch thì đã đạt lên level 4 rồi, nên là mình cũng chả dài gì mà chơi nó cả. Bởi vì chất tưởng rốt cơ thì khi đạt lên level 4 rồi cực kỳ là khỏe, đặc biệt là biển hiệu ứng khống chế nữa. Rồng thì gần xuất hiện, mình đứng ở đây là vì sao? Thứ nhất là để chấm con rồng, thứ hai đó là có thể bắt được mít tém địch di chuyển qua. Pha này thì bắt Superman nha anh em. Ok, có sự hỗ trợ đến từ điếu thuyền nữa, mình tế tải làm chậm một phát. Và cái kế thì có màng đó là chiến công đâu dành cho điếu thuyền tém mình rồi. Bây giờ thì Rocker tém đích thì khá là thấp máu nhá, và bật chiêu cuối đó là bò chạy mất táng rồi. Thì bây giờ không có rừng tém đích nữa thì chắc chắn con rồng này sẽ thuộc về tém mình thôi. Nhưng mà hiện tại cũng khá là nguy hiểm nhá, mình chưa có cái tế tải thì phải kéo con rồng ra để ăn một cách đó là an toàn nhất. Đó là cách anh em chơi không bị đó là đối phương cướp rồng. Phải kéo con rồng ra ở góc an toàn nhất để đối phương không thể gây đám được vào rồng, cũng như là không gây đám được vào bản thân mình nữa. Với Carinac thì mình sẽ lên trang bị đồ phù hiệu cũng như là bảng ngọc như thế nào thì anh em cùng theo dõi mình nhé. Và này thì chắc có lẽ là tiền á letter tém địch lên bảng điểm số mà thôi. Một cú đồng bắn thật là chuẩn xác đến từ điếu thuyền. Bây giờ Joker tém địch thì chắc có lẽ là cũng không làm gì được nữa. Và này thịt thì bắn trù chơi luôn, bật chiêu cuối rồi nha. Khi mà rau cơm mất hết chiêu cuối là mình sẽ vô vào rồi, mất hết chiêu cuối rồi thì mình sẽ vô vào này. Và cái kế thì chắc chắn là có màng rồi, và màng tiếp theo lại dành cho điếu thuyền nữa. Này thì Superman quay lại trả sát lượng thương luôn anh em nhé. Và đó thì mình tự tin là bởi vì sao? Mình vẫn đang con đó là cái liêm đoạt mệnh đến từ phù hiệu. Với phù hiệu của Carinac ở trận đấu này cũng như là mình khuyến khích anh em lên thì bộ phù hiệu cực kỳ là mới mẻ, đó là bộ phù hiệu chuyển sinh nhá. Với cái chuyển sinh này thì Carinac sẽ tạo ra bất ngờ rất chi là nhiều. Có thể đó là khi anh em giao tránh vào một phát bị hy sinh thì anh em có thể đó là lên giao tránh tiếp theo cùng đồng đội luôn, cực kỳ là lợi hại dành cho Carinac. Ở nhánh chính cấp 1 thì mình lên cho nó một cái liềm đoạt mệnh, cấp 2 thì đó là hạo hoặc phù thì tăng cống, còn cấp 3 thì sẽ lên cho nó cái chuyển sinh. Với cái chuyển sinh này thì nó cũng phụ thuộc vào thời gian nha anh em. Ok, thì còn về thứ hai thì mình sẽ lên cho nó chủ yếu đó tăng sát thương luôn. Ok, đó là về phù hiệu dành cho
thành tém địch mà thôi. Hiện tại bây giờ thì Joker tém địch bật chiêu cuối lên rồi, chờ hết chiêu cuối phát thì mình lao vào nha. Bật cái hiểm hòa không trúng lên này, chơi luôn đó là Superman tém địch này. Chỉ còn một xíu máu đến từ Superman tém địch. Với trang bị của Karina thì mình bỏ dưới phần clip để anh em theo dõi một cách tốt nhất nhé. Một tình huống đỉnh đó là cấn 4 thân thành đến từ Omen. Và cái kết thì lên bảng điểm số ngay lập tức rồi, khỏe đến mấy nhưng mà một cấn 4 thì cực kỳ là khó khi mà tem địch đang đầy đủ bộ chiếu thực nhé. Với Karina ở trận đấu này thì phải vào giáo tránh một cách hợp lý nhé, chỉ cần anh em vào lệch nhịp một xíu, bị Alistair khống chế hoặc là bị đó là Joker áp sát khi mà đang còn chiêu cuối thì cực kỳ là nguy hiểm. Bây giờ thì tem binh có vẻ là đang thất thế trong giao tranh rồi, hai người đã phải lên bảng điểm số. Bây giờ thì mình sẽ bật đó là kỳ hiểm hòa không trúng lên, và mục tiêu của mình là ai? Mục tiêu của mình là đạp xuống những ai có thể đạp, rồi chiêu một của mình lấy đi của màng của Superman, rồi tiếp theo là bị tem địch double kill, bật cái hiểm hòa không trúng lên và dẹp lính và chơi luôn, tạo lấy lợi thế cho tém và có thể rồi là hòa hoãn đối với tém địch. Rồi pha này thịt thì vào chơi luôn này. Ok, thịt thì băng trụ chơi luôn, ngại ngùng cái gì khi mà vừa gây sát thương vào trụ vừa gây sát thương vào lính. Bây giờ thì mình khá là thấp máu rồi nhưng mà không sao, mình bật kịp đó là cái giáp hồ manh trước. Rồi pha này chơi luôn, đạp xuống và chơi luôn. Cái kết đó là mình có thêm một màng nữa. Dễ dàng anh em ạ, chơi vui cùng có là 9 màng rồi. Có những trận đấu mình cầm curry nặc mà ăn đến 27 màng luôn kia. Quả là kinh khủng. Cũng là mức rank đó là tính anh kiếm cương chứ cũng không phải là mức rank thấp nữa. Còn mức rank cao thủ thì khá là khó nha anh em, bởi vì cao thủ thì ăn nhiều màng là cực kỳ khó luôn. Còn bạch kiếm thì không nói nữa rồi, bạch kiếm thì auto đó là quá là nhiều màng, mình không nói nữa rồi nhá. Còn ở mức rank tính anh và kiếm cương thì nói chung cũng ăn rất là nhiều màng luôn, cực dễ và đối với Karina anh em ạ. Nhưng mà vui chơi thì không quên nhiệm vụ, và nhiệm vụ đó là phải đầy trù mới giành được phân thắng nhá. Với trang bị thì mình sẽ lên như sau. Đầu tiên mình lên cho nó đó là kiếm truy hồn đi rừng, tiếp đến đôi giày kiên cường, tiếp theo thì đó là cái thương xuyên phá, tiếp đến là phức hợp kiếm, tiếp đến thì giáp hồ manh, và cuối cùng mình lên cho nó găng tay thình nộ. Lại có giáo tránh ở hàng rồng rồi, bây giờ thì mình sẽ lại đó là bắt nhá. Mục tiêu của mình là xà thủ tem địch. Ôi thôi xong rồi, bị Superman nó đẩy rồi anh em ạ. Pha này thì chắc có lẽ là mình thả con rồng ở đây luôn. Thì bây giờ mình bị khống chế và mình lên bảng điểm số rồi, mình bật ngay là cái chuyển sinh. Vậy cái chuyển sinh này thì bây giờ mình đó là bị hạ gục, mình có thể là lên giao tránh cùng đồng đội luôn. Đấy, pha này thì mình sẽ lên giao tránh cùng đồng đội luôn nha. Và chắc chắn thì mình lên thì sẽ kết thúc được trận đấu mà thôi. Chỉ còn đó là xà thủ tém địch nữa thì mình lên phát ăn luôn hai màng. Và cái kết thì trận đấu này và kết thúc ở đây rồi. Đấy, khi mà mình giai đoạn đầu chịu đám một xíu, sau đó thì mình hy sinh, và cái kết thì mình bật cái chuyển sinh lên và chơi luôn. Ok, và trận đấu kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhá. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh, cũng như là một comment, dù chỉ là một dấu chấm nhỏ nhói. Ok, bye bye anh em.